Chúng ta sẽ vẽ một cái blend có kích thước là 750 750. Sau đó chúng ta cầm cái ảnh và kéo vào. Đây chúng ta chỉ là dựa thôi, dựa trên nền tảng thôi. Bạn cứ vẽ ra đi, sau này tính tiếp. Cái tủ này mình cứ đoán nó cao khoảng tầm 2m2 đi. Đó, chúng ta vào sẽ vẽ một cái khối bóc. Chúng ta sẽ đoán trước. Cứ cho khoảng độ 600 đi. 1500. 2200. Đây là 2200 này. 60 và 1,5 là đối tượng ta nhìn này, thì mình sẽ kéo đối tượng này lên khoảng độ tầm gấp 3 lần. Enter. Đấy, như này là có thể xem này này. Rồi chúng ta sẽ đầu lại đối tượng như này nhé. Đây mình suy đoán mà. Mình chưa biết là cái đoán của mình có đúng hay không. Đó. Thì chúng ta sẽ vẽ cho mình, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cho mình một cái rectangle hoặc là cái blend cũng được, thường mình hay dùng cái blend luôn. Mình sẽ đầu trực tiếp trên này. Đó. Đó, xong rồi chúng ta sẽ delete cái khối bóng này đi, kéo ra đây và chúng ta sẽ dựa vào đây, chúng ta căn nhá. Đó. Chúng ta vào modify này, vào đây cho sẽ là 2m này, tab 1m1, ở đây chúng ta sẽ là 3 cánh 6 3 18, 5 3 15, cho khoảng độ 150 1500. Đó, ok, nó khoảng gần giống. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh convert edit poly để chuyển sang đối tượng nâng cao nhé, để cho nó hiệu chỉnh. Ở đây mình đưa tool ra đây rồi, convert edit poly. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái độ số 4, chúng ta chọn cái mặt phẳng này, chúng ta insert đây là insert là 18 và bên dưới là insert lên 100 đúng không? Chuột phải insert. Ở đây chúng ta cứ lấy lại mới để là 18 luôn, đồng ý. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh cái thông số này lên một xíu, F3 này. Nếu bạn nhớ là nên mình dùng F12, mình kéo cái thằng này lên, chụp Y lên 82 nữa đúng không? 82, enter. Và mình đã có được khoảng cách là 100 ở bên dưới rồi, F3. Sau đó chúng ta chọn các độ polygon, mình sẽ detach cái đối tượng này ra, detach cái cánh này riêng ra, dùng detach. Detach ở đây mình đưa sẵn ở đây rồi. Còn các bạn nào không vào modify ở bên dưới này, nó chức năng detach. Đây, detach đây. Mình chọn detach ở đây nhá. Ok. Thoát các độ số 4 này ra này. Chọn vào đối tượng này. Và chúng ta chọn các độ số 2, chúng chia 1, 2, 3 cánh. Bấm chuột phải, chọn connect. Connect ở đây thì hoặc là connect ở đây nó cũng giống nhau. Connect đây này. Thì mình sẽ chia ra làm 3. Chia làm 3 là dư rồi, đây chúng ta chia làm 2 này. Được chưa? 2 thì đồng ý này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có chia đối tượng này 1, 2, 3, chúng ta lại cũng chọn toàn bộ các cái cạnh này để connect tiếp. Connect là tại những đường kết nối, và đây mình cũng để là bằng 1, 2, 3 đoạn, 1, 2, 3 đoạn, ok. Sau đó mình sẽ kéo tương đối nhé, căn bằng mắt thường thôi. Đối tượng này đến đây chẳng hạn, và đối tượng này chúng ta sẽ F3 này, F3 này, chúng ta di chuyển nó đến F4 để nó nổi đuôi lên. Chúng ta sẽ kéo đến đây chẳng hạn, căn đây tương đối này. Như thế là mình xong cái các cái cánh này rồi. Đó. Sau đó chúng ta lại chọn tiếp tục ở cấp độ số 4. Bạn bấm số 4 chứ làm gì cũng được. Đó. Thì các cái cánh này nó đều có khe hở đúng không ạ? Muốn tạo khe hở nó chuột phải, nó chọn chức năng là insert. Insert ở đây chúng ta là muốn khe hở ở đây là 6 ly tất cả, thì ở đây chúng ta sẽ làm 3 ly. Chúng ta sẽ để ở chế độ group trước nhé, nó để 3 ly. Đồng ý. Và chúng ta đã tạo được một cái đường viền quanh đây này. Tất cả quanh đây này là đều được 3 ly rồi. Đó. Tiếp theo chúng ta lại insert thêm một lần nữa. Và mình để ở chế độ
Polygon nữa độc lập và mình cũng để là Bali. Thì bạn hiểu hôm nay là 3 cộng 3 đây bằng 6 và chỗ này nó sẽ được 3 ly nữa. Thì nó giống khe hở là 6 ly. Đã đồng ý. Sau đó mình sẽ đi tách cái cánh này ra. Ok. Mình thoát cái đây, cái độ số 4 này ra, mình sẽ xóa cái này đi. Bạn thấy không ạ? Chúng ta đã có toàn bộ các cái cánh tủ. Và nó có khe 6 ly giống như thực tế rồi. Rồi chúng ta chỉ còn việc làm dày đối tượng này thôi. Ở đây chúng ta lại chọn đối tượng mà chúng ta học lệnh ít chút hôm trước chúng ta học rồi. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh sell nhé. Sell thì mình sẽ làm dày đối tượng này nên là 600, outbound và email đều được 600 trước. Trường hợp này mình sẽ nhập thông số, một là trừ 600, hai là mình nhập thông số bên trên là 600 và bên dưới bằng 0. Ở bên dưới này bằng 0 cũng được. Mình đã có được cái thông tủ rồi này. Tiếp theo chúng ta sẽ còn cái cánh tủ. Thì chúng ta sẽ vẽ nó là dày nên là 18 đúng không? Chọn cái này chúng ta cũng bấm lệnh sell tiếp F3 này. Nó sẽ 600 luôn thì mình nhập thông số đây sẽ là 10 18. Thì lập tức mình có cái cánh tủ là dày 18 ở đây, mình thiếu một cái hậu nữa thôi. Cái hậu thì chúng ta dùng truy bất điểm. Hậu ở đây thì chúng ta có thể vẽ phẳng cũng được. Chọn đối tượng này nhá, ăn quy F3 này. LZ này, FZ này, chụp F là đúng rồi đấy. Mình sẽ bắt điểm từ từ trên này xuống đây cũng được, ăn ra lên một chút xíu bằng khối bóc, bật bắt điểm lên ở đây, bắt điểm 2D 3D cũng được, ăn ra nha. Mà cái hậu của nó thường thường chỉ có 8 9 ly đi, tùy có loại 5 ly 6 ly tùy tùy vào loại. Đây mình làm loại 9 ly nhé cho dày dày chút cho nó khỏe. F3 này là cái hậu 9 ly đang nằm ở đây này, chúng ta chỉ cần align hay là bắt điểm. Đây mình kéo tự do thôi, không cần bắt điểm gì cả, đặt vào đây là được. Thực ra nếu đúng cái hậu ấy thì chúng ta sẽ cần bật edit poly một tí. Nên là cấp độ số 1 đấy, hậu thường thường nó sẽ nhét vào tủ đúng không ạ? Như thế này trong 3D thì không phải chính xác đâu, máy móc quá thì nó cũng lâu. Như vậy là mình đã dựng xong một cái tủ. Vấn đề giờ mình sẽ phối màu sắc cho nó. Ở đây mình sẽ convert đối tượng này sang edit poly để phối màu tiếp. Chúng ta chọn cái độ element này, phối cái màu này màu trắng đúng không? Element là khối. Và cái đối tượng này mình sẽ cho một cái màu. Mình sẽ hút hút cái màu. Chọn lại một cái màu này đi nhé. Rồi chúng ta chọn đối tượng bên trên. Ở đây nó không cho tôi tự detach nó ra nhá. Detach nó ra, tách ra một đối tượng khác. Thì kiểu gì cũng được. Rồi, cái hồi tủ này cũng là màu như thế. Thì vẽ một cái